Kính thưa quý vị, đến với bản cập nhật tổng sắp huy chương SEA Games 32 được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia, cập nhật vào lúc 16:40 ngày 14 tháng 5 2023. Đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam chúng ta tiếp tục nhận được cơn mưa vàng với tổng số huy chương vàng đã đạt được là 12 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, nâng tổng số huy chương là 268 huy chương. Và cụ thể là 99 huy chương vàng, 79 huy chương bạc và 90 huy chương đồng. Với số huy chương đã đạt được, đưa đoàn thể thao Việt Nam chúng ta đứng ở vị trí thứ nhất đầu bảng của bảng tổng xếp hạng huy chương, cách biệt so với đoàn Thái Lan là 16 huy chương. Và đây là vị trí khá là an toàn và vững chắc đối với đoàn thể thao Việt Nam chúng ta. Các tấm huy chương của các môn thể thao giành được huy chương vàng của ngày hôm nay như sau: Aerobic 2 huy chương vàng, đấu kiếm 2 huy chương vàng, cử tạ 1 huy chương vàng, đua thuyền 1 huy chương vàng, bóng bàn 1 huy chương vàng, judo 2 huy chương vàng và cờ tướng 1 huy chương vàng. Tổng số là 12 huy chương vàng. Và ở vị trí số 2 của bảng tổng xếp hạng là đoàn thể thao Thái Lan với tổng số huy chương vàng là 81, bạc 58, đồng 80 và tổng là 219 huy chương. Đoàn thể thao Thái Lan đến thời điểm hiện tại chỉ tăng nhẹ 3 huy chương vàng. Ở vị trí số 3 là đoàn thể thao Campuchia với số huy chương là 60 huy chương vàng, 54 huy chương bạc, 86 huy chương đồng và tổng là 200 huy chương. Đến thời điểm hiện tại là chỉ tăng nhẹ 1 huy chương vàng. Ở vị trí thứ tư là đoàn thể thao Indonesia vẫn theo sát nút đoàn Campuchia với cách biệt xích xoa 1 huy chương vàng là 59 huy chương vàng, 55 huy chương bạc, 75 huy chương đồng và tổng là 189 huy chương. Và tiếp theo là các đoàn Singapore, Philippines, Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei và Timor-Leste. Kính chúc cho đoàn thể thao nước nhà sẽ giữ vững ngôi vị đứng đầu bảng từ bây giờ cho đến kết thúc kỳ đại hội. Ống kính miền Tây sẽ luôn luôn đồng hành cùng buổi SEA Games 32 và luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất của bảng xếp hạng huy chương cho các quý vị theo dõi, đồng thời cổ vũ cho đội nhà Việt Nam chúng ta. Thân ái và chào tạm biệt.